Xin chào các bạn, thì nghỉ thì giờ thế bây giờ rảnh rỗi thì đi câu và làm video, YouTube ấy. Thế bạn nào quan tâm thì ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Thì hôm nay tôi khoai lang, đây là khoai lang. Khoai lang này con tum là mua như cái này, mua loại này là 16.000 này, còn một số loại là 20.000. Đấy. Tôi giã bằng cối đây. Thì đúng là cho nghiền, vì tôi ủ này để chủ yếu câu, nếu mà ủ chua thì câu cá mè, nhưng mình cho một ít để câu cá chép và cá trôi. Thì khoai lang này thì tôi ủ thì sẽ cho một ít bơ đường ăn vào và cho một ít sữa bột. Thì ủ thì càng để nó càng chua. Thì mình giã này thì nó mình nghiền ấy, nếu số lượng nhiều thì nghiền thì nó nhỏ. Còn mình giã này nó vẫn còn một số hạt hạt ấy, thì quá trình mình câu là nó gọi là níu đáy. Đấy các bạn, khoai lang to thì rất bở. Thế thôi, tôi ngồi tôi giã thôi. Còn làm số lượng nhiều thì nói chung là mình gọi câu cá chơi thôi, thì mình giã một mức nào đấy thôi, chứ không thì phải mua máy nghiền. Nếu làm nhiều thì phải mua máy nghiền. Thôi cứ làm một vài cân câu vài bữa, mỗi lần một ít thôi chứ không nhiều. Còn trộn mùa này thì mùa này cắm gà, cắm cá, cắm chim, chuối cũng khoai lang, thì cái này tôi sẽ cho bằng khoai lang này. Còn quá trình pha trộn mồi như nào thì mỗi lần đi câu thì tôi quay lên các bạn xem. Còn tất nhiên là trên mạng thì nhiều người đã câu rất trình độ, còn tôi thì câu mồi là chủ yếu mồi tự làm thôi. Đấy, khả năng giã cái loại này, củ to nó rất nhiều bột. Đấy các bạn, bây giờ sẽ là cho bơ này, bơ tường an này. Để còn đây tôi rắc một ít sữa bột cho em. Đây rắc một ít sữa bột. Bình thường người ta ủ để câu cá mè người ta cho cả phô mai bò cười nữa, nhưng mà tôi ủ nó chỉ cho ít sữa bột và bơ tường an, vì tôi ủ mục đích là câu cá chép và cá trôi. Còn tất nhiên cá mè câu một số cá con là nó ăn gì để đáy. Và cái này cất đây. Bơ dính hết nè. Đấy, tôi sẽ cho cái nọ kia. Các bạn đấy các bạn, giờ tôi cho vào cái hũ này, như tôi vẫn cho ở trong bể bắn cho nó kín. Đấy,
các bạn này được bao nhiêu, nó để vài ngày. Nếu mà cần đi câu thì các cái buổi đi câu thì quá trình cho như thế nào thì tôi sẽ quay lên và kết quả cá như nào. Để được cá thì quay lên là quá trình câu nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố như thời tiết này. Thì nơi câu nó có cá không đấy, có cá gì thì kết quả nào, thì các bạn quan tâm các bạn ủng hộ kênh Việt thêm một đăng ký và xem các video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.